Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy Gia Cát. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về chủ đề cát hung vận khí từng hướng đối với tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 và phương pháp chấn hưng trạch đất cho từng hướng nhà. Với video này thì Phong thủy may mắn mong muốn có thể giúp được anh chị đón được may mắn tài lộc, mang lại bình an may mắn, gia đạo an khang thịnh vượng. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới hoặc là phân tích chi tiết một căn nhà đã xây xong, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy sẽ cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, của dãy núi, con đường, kiến trúc, về địa hình, thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc là căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là hết sức cần thiết đối với tất cả mọi căn nhà, cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau thì sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung sẽ cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu thì sẽ còn một phần khác sẽ cần phải xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật. Bởi khí là nguyên bản của vạn vật, bởi khí thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Dung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng: thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh, trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh. Trong sách Tế Thế Thiên lại viết: vạn vật chi sinh, câu đạt nhất khí, khí chi bạc ác, vạn vật nhược nhất, vạn vật được sinh ra chỉ cùng một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành, bát quái, tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình về ra thông tin về trạch đất của mình. Khi kết hợp cả hai thông tin trên thì các phong thủy sư sẽ đưa ra được thông tin chính xác nhất để trạch đất nhà bạn, cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về phương án xây dựng cũng như là tu tạo sửa chữa cho căn nhà của bạn. Đối với những căn nhà có thông tin xấu, phải chịu các xung sát xung quanh, các hướng nhà không hợp với tuổi của gia chủ sẽ cần có phương án chấn hưng trạch đất, hay còn gọi là chấn trạch hợp lý, để phù long tương chủ, giữ vững chân long, đảm bảo cho căn nhà được bảo hộ phù long vượng sơn, đồng thời giúp cho những thành viên sống ở trong căn nhà đó có được sức khỏe an lành, gặp thuận lợi trong công việc, học tập và đời sống hàng ngày, gia đạo an lành, thịnh vượng, phát triển hơn. Sau đây sẽ là chia sẻ của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt vấn đề chấn trạch cho các căn nhà đã và đang xây dựng hoặc đã tiến hành vào ở cho gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tuổi Giáp Tý 1984 nam mệnh thuộc cung Đoài Kim, nữ mệnh thuộc cung Cấn Thổ. Xét đến việc xây nhà như sau: đối với nam mạng Giáp Tý 1984, cung Đoài xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy tuổi này bốn hướng tốt đó là Tây phục vị, Tây nam thiên y, Đông bắc diên niên, Tây bắc sinh khí, bốn xấu là Bắc họa hại, Đông tuyệt mệnh, Đông nam lục sát, Nam ngũ quỷ. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết về bốn hướng xấu theo tuổi Giáp Tý để có phương án hóa giải hợp lý cho từng hướng nhà. Đầu tiên đó là hướng Bắc, gồm có ba sơn Nhâm, Tý, Quý, có giải độ số từ 337,5 độ đến 22,5 độ. Tuổi Giáp Tý 1984 nam mạng xây nhà ở trên những căn nhà hướng này phạm vào họa hại thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà họa hại là sao Lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc béo khổ nên xấu vô cùng. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao Tam Bích chủ về kiện tụng thị phi, tranh chấp trộm cướp sẽ đáo tới phương này nên sẽ cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc là xấu sẽ dẫn tới nguy hại tới những người sinh sống và làm việc trong căn nhà đó, nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận thì sẽ càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng, tu tạo hay là đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây dựng, sửa chữa và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải là chấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân long, gia chung hòa hợp, tăng cường sức khỏe. Được
sự hỗ trợ tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Phương án 1, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý về cả phong thủy và kiến trúc sẽ khiến cho gia đình hưng thịnh, gia đạo yên vui. Còn phương án thứ hai đó là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ, phù long bổ sơn kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào hung họa gặp phải. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn sát, ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo. Phương pháp trấn trạch này thì giúp trạch đất được bình an, mạch khí được bền vững, hóa giải các sát khí, âm khí, giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng khi các công trình lân cận tu tạo xây mới nhà cửa, tăng phúc tài lộc thọ cho người cư trú. Bộ trấn trạch là sự kết hợp của 4 linh vật kim quy trấn tại tứ trấn của trạch đất bạn muốn xây dựng hoặc là căn nhà đang ở, tạo được sự vững vàng cho chân lòng nhà bạn, giúp phù long tương chủ bổ sơn. Cùng với đó là sự kết hợp với một long quy tại chính giữa để tạo thành bộ ngũ phúc hay còn gọi là ngũ phúc lâm môn, gồm có tài lộc, sức khỏe, quý nhân, gia đạo và thọ niên. Kim quy là một trong 4 tứ linh long ly quy phụ mang. Đây là 4 linh vật có sức mạnh phi tường, tượng trưng cho trời đất có ý nghĩa lớn trong phong thủy. Kim quy là biểu tượng của sự thanh cao, thoát tục, trường thọ, là món quà của sự bách niên dài lão. Theo truyền thuyết thì long sinh cửu phẩm, 9 đứa con, mỗi phẩm là một tính cách khác nhau. Trong 9 con của rồng thì chỉ có một con thứ tư, tên là bá hạ, thích mang vật nặng. Ngoại hình thì giống con rùa, đầu thì giống rồng. Trong dân gian thì các con rùa lớn linh thiêng cũng được gọi là long quy. Trong truyền thuyết cổ của Trung Quốc cũng có nói đến nữ oa nương nương dùng 4 chân của long quy để chống 4 góc trời bị cung công húc nghiêng lệch. Cũng vì long quy thích mang vật nặng, ngụ ý giúp con người chống lại sát khí, giảm tai họa, nên long quy thường được dùng để trấn trạch hương gia, nó cũng đem lại phúc trạch cho cuộc sống tốt hơn. Cùi đó sẽ sử dụng khi làm ổ đặt các linh vật xuống dưới, sẽ sử dụng đá thạch anh phù hợp với từng phương vị để trải ổ cho linh vật, có tác dụng kích bổ khí, kích vượng khí, cát khí cho trạch đất. Đặc biệt, các linh vật khi mà sử dụng để trấn trạch, các thầy trong Hiệp hội Tâm linh Việt hỗ trợ bao sái tẩy uế, nạp cốt, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ và văn lễ nghi thức đầy đủ để gia chủ tiến hành trấn trạch cho trạch đất nhà mình. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc là xây dựng để tiến hành mở cửa hàng, công ty thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn giữ tài lộc, kỵ tà, hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Bộ trấn trạch này về cơ bản sẽ đầy đủ như bộ trấn trạch kim quy trấn sát, kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo và sẽ thay linh vật long quy tại chính giữa trạch đất bằng một tụ bảo tài. Trong phong thủy, kích hoạt tài lộc hay là yếu tố tổ tài tăng cường các khí vượng khí cùng với hóa giải sát khí là được ưu tiên. Trong dân gian thường được sử dụng pháp khí là tụ bảo tài trong việc để tích trữ, lưu trữ tài lộc trong nhà, trong cơ quan hay để trấn sát cho những trường hợp cửa chính thông với cửa ban công ở nhà chung cư. Cửa chính thông với cửa phụ hoặc là những gia đình làm ra nhiều của cải nhưng không có sự tích trữ thì việc dùng tụ bảo tài rất tốt. Tụ bảo tài được chế tác từ bạch ngọc có tính dương khí cực mạnh, ngoài việc trấn giữ ra thì còn có tác dụng chiêu hút tăng cường thêm tài lộc cho gia đình. Bên cạnh tụ bảo tài, sử dụng quay bằng đồng vàng có tượng là hổ phù có tác dụng trấn sát cho việc ngăn cản kẻ tiểu nhân quấy phá hoặc những người có ý định muốn thu cướp, chiếm giữ, chiếm đoạt tài sản của gia chủ. Ngoài ra, hình mây tứ pháp là những hình tượng trong đạo Phật cũng như là trong phong thủy ở bên dưới của tụ bảo tài có tác dụng kỵ tà hóa sát. Hướng tiếp theo đó là hướng nam, gồm ba sơn, bính, ngọ, đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 xây nhà hoặc ở trong căn nhà có hướng nam thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ lại là sao liêm trinh thuộc hỏa tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng con cái thì khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Cùng với đó theo huyền không phi tinh năm nay, sao nhị hắc bệnh phù đang thất lệnh, chủ về bệnh tật tai ách cũng như là sức khỏe ảnh hưởng không tốt tới gia đạo.
nếu điều kiện không cho phép mà bắt buộc bạn cần phải xây dựng, tu sửa hoặc là ở trong căn nhà hướng nam thì cần phải có phương án tối ưu, trấn trạch để vượng lòng phù sơn, mang lại bình an, may mắn cũng như là tài lộc cho gia đạo nhà mình. Đối với gia đình mà theo đường quan vận thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn sát kỵ hung hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc là xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Thứ ba đó là hướng đông, gồm có ba sơn giáp mão ất 67,5 đến 112,5 độ. Đối với nam mạng giáp tý sinh năm 1984 xây nhà hoặc ở trên những căn nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh, không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tự quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Kèm với đó theo huyền không phi tinh năm nay, sao ngũ hoàng là sát tinh lớn của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ đang thất lệnh, chủ về thị phi, bệnh tật, tai nạn đổ máu, thất thoát tài lộc, gia đạo thì bất an. Nếu vì lý do nào đó mà gia chủ vẫn quyết định xây dựng, sửa chữa và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải là trấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân long, gia chung hòa hợp, tăng cường sức khỏe. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Phương án 1, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý về cả phong thủy và kiến trúc sẽ khiến cho gia đình hưng thịnh, gia đạo yên vui. Phương án thứ hai là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ, phù long bổ sơn kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Trong trường hợp này, đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn sát, kỵ hung hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình mà kinh doanh buôn bán hoặc là xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Hướng tiếp theo đó là hướng tây, gồm có ba sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ. Tuổi giáp tý 1984 nam mạng xây nhà ở trên những căn nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh, hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Hướng tây bắc thì gồm có ba sơn tuất càn hợi 292,5 đến 337,5 độ. Giáp tý 1984 nam mệnh xây nhà và hướng tây bắc thuộc tây tứ mệnh, hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông tự quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Và hướng tiếp theo đó là hướng đông bắc, gồm ba sơn sửu cấn dần 22,5 đến 67,5 độ. Tuổi giáp tý 1984 xây nhà hoặc ở trên những căn nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh, hợp hướng được diên niên, mà diên niên là sao vũ khúc thuộc kim hướng tây bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Xét sang hướng tây nam thì gồm có ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Tuổi giáp tý 1984 xây nhà hoặc ở trên những căn nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh nên hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ hướng đông bắc tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, đó là gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Do hướng nhà này hợp với tuổi của trạch chủ nên theo lưu niên từng năm khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, sẽ cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng.
Nếu những hướng này có xấu thì sẽ là hợp với cái xấu, khiến cho gia đạo không bình an, hung họa hỗn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì sẽ gặp nạn mất máu, tổn thương nhân đinh. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ chấn trạch hoa mai chấn sát, kỵ tà, chiêu tài, đạo phúc. Bộ chấn trạch này sẽ tiến hành chấn trạch sau khi đổ móng và chuẩn bị lên cột. Ở dưới chân của các cột trụ lớn trong căn nhà xây dựng, kết hợp với đó là sẽ sử dụng thêm phần gạo vàng thần tài để trải ô cho hoa mai, sẽ tạo thành trận đồ bao bọc xung quanh căn nhà của mình, có tác dụng chấn sát, kỵ tà, hóa giải thị phi, chiêu cắt khí, vượng khí cho căn nhà của bạn. Từ xa xưa, hoa mai là biểu tượng cho ngày Tết, biểu trưng cho sự ấm no, hạnh phúc, viên mãn, tràn đầy của gia đình người Việt. Được chế tác từ đồng đỏ nguyên chất và mạ vàng 18K bên ngoài, đã được sự hỗ trợ của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt hỗ trợ bao sái, tẩy uế, nạp cốt, khai quang, nạp chú, trì lực. Xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ để vật phẩm mang trong mình phần linh lực mạnh mẽ. Đồng tiền hoa mai hay còn gọi là hoa mai kim tiền có công dụng rất phổ biến là giải trừ tiểu nhân, tránh thị phi. Ngoài ra, tiền hoa mai còn mang một số ý nghĩa đặc biệt. Mai hoa kim tiền là đồng tiền bằng đồng hình hoa mai năm cánh. Một mặt chạm ngũ tự gồm thọ, sống lâu, mệnh, số mạng, phú, giàu có, quý, thăng tiến và trường, lâu dài trên mỗi cánh hoa. Mặt hình đỉnh tiền vàng tượng trưng cho mong cầu vinh hoa phú quý, tài lộc sum vầy, gia đạo bình an. Con rơi trong phong thủy còn được gọi là phúc tinh, tượng trưng mong cầu về phúc phần cho gia đạo, giúp gia đạo an khang, gia đình hạnh phúc. Con hươu hay còn có tên gọi khác là lộc thần, là linh vật mang tới tài lộc, sức khỏe và sự thịnh vượng. Còn chim khách là linh vật tượng trưng cho quý nhân, ẩn ý mong cầu sẽ có quý nhân tương trợ và giúp đỡ cho mình. Còn về quả đào, đây là biểu tượng cho sự trường thọ, sức khỏe trong phong thủy, thể hiện cho sự mong cầu về sức khỏe cho gia chủ và gia đình luôn viên mãn. Tiếp theo, đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 xây nhà hoặc ở trên những căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng và vào lục sát. Lục sát thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tự quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, thấy bất an, không tập trung vào công việc khiến cho tài vận đi xuống. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc là xấu sẽ dẫn tới nguy hại tới những người sinh sống và làm việc ở trong căn nhà đó. Nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận thì sẽ càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng, tu tạo hay là đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này, cần hết sức lưu ý đề phòng. Nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây dựng, sửa chữa và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải là chấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân long, gia chung hòa hợp, tăng cường sức khỏe. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Phương án thứ nhất, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành hợp hướng với mình hơn. Kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý về cả phong thủy và kiến trúc sẽ khiến cho gia đình hưng thịnh, gia đạo yên vui. Còn phương án thứ hai là sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ, phù long bổ sơn kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Trong trường hợp này thì đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn sát, kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh, buôn bán hoặc là xây dựng để tiến hành mở cửa hàng, công ty thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn giữ tài lộc, kỵ tà, hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Đó là những kiến thức liên quan đến việc khai sơn lập hướng cho nam mệnh tuổi Giáp Tý năm 2020. Vậy còn nữ mệnh, đừng rời khỏi màn hình. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ bàn về tuổi Giáp Tý nữ mệnh trong năm 2020. Đối với nữ mạng Giáp Tý sinh năm 1984 thuộc cung Cấn Thổ, thuộc Tây Tứ Mệnh. Người mệnh Cấn Thổ bốn hướng tốt đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diêm Niên, Tây Nam Sinh Khí. Còn bốn hướng xấu đó là Nam Hỏa Hại, Đông Nam Tuyệt Mệnh, Đông Lục Sát, Bắc Ngũ Quỷ. Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu về cách thức chấn trạch toàn bộ các hướng cho nữ gia chủ sinh năm 1984 Giáp Tý.
Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm ba sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5 đến 22,5 độ. Tuổi Giáp Tý 1984 xây nhà hoặc ở trên những căn nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng. Phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng này, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc là xấu sẽ dẫn tới nguy hại tới người sinh sống và làm việc trong căn nhà đó. Hơn nữa vào năm 2020, nếu xây dựng hoặc là tu tạo bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Phương án 1, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn, kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý về cả phong thủy và kiến thức sẽ khiến cho gia đình thịnh vượng, gia đạo yên vui. Còn phương án thứ hai đó là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long tương chủ phù long bổ sơn, kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Trong trường hợp này, đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn sát, kỵ hung hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Còn đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc là xây dựng để tiến hành mở cửa hàng hoặc là công ty thì bộ trấn trạch thường là bộ trấn trạch kim quy trấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Thứ hai đó là hướng nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Tuổi Giáp Tý 1984 xây nhà vào hướng nam thuộc tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm hỏa hại mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng tây nam tự quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc là xấu sẽ dẫn tới nguy hại tới người sinh sống và làm việc trong căn nhà đó. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây dựng hoặc là tô tạo bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Phương án 1, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành hợp hướng với mình hơn, kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý về cả phong thủy và kiến trúc sẽ khiến cho gia đình hưng thịnh, gia đạo yên vui. Còn phương án thứ hai đó là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long tương chủ phù long bổ sơn, kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Còn trong trường hợp này, đối với gia đình đang theo đường quan vận thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn sát, kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc là xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Xét sang hướng đông thì gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nữ mạng xây nhà hoặc ở trong những căn nhà này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái Lạc Hàm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà hoặc là bố trí phong thủy trong nhà không được đắp, phạm vào nhiều phận nội sát hoặc là xấu sẽ dẫn tới nguy hại cho những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Hơn nữa vào năm 2020, nếu xây dựng hoặc tu tạo bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với những hướng nhà này như sau. Phương án 1, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn, kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý về cả phong thủy và kiến trúc sẽ khiến cho gia đình hưng thịnh, gia đạo yên vui. Còn phương án thứ hai là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ phù long bổ sơn, kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Còn trong trường hợp này, đối với gia đình đang theo đường quan vận thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn sát, kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc là xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ.
Còn về hướng Tây thì gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Đối với nữ mạng Giáp Tý 1984 xây nhà và ở trong những căn nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng Quái Lạc Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên. Còn về hướng Tây Bắc thì gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Tuổi Giáp Tý 1984 xây nhà hoặc ở trên những căn nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được thiên y, mà thiên y thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tượng Quái Lạc Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Còn về hướng Đông Bắc thì gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Người tuổi Giáp Tý 1984 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị, mà phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tượng Quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Nam gồm Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng ở trong căn nhà này hướng thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được sinh khí, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tự quái là Trấn, chủ về nhân ái, thăng quan, tài lộc, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tưởng và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Do bốn hướng nhà này hợp với tuổi của trạch chủ nên theo lưu niên từng năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, thì sẽ cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì sẽ là hợp với cái xấu, khiến cho gia đạo không được bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì sẽ gặp nạn mất máu, tổn thất nhân đình. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch hoa mai trấn sát kỵ tà chiêu tài nạp phúc. Bộ trấn trạch này thì sẽ tiến hành trấn trạch sau khi đổ máu và chuẩn bị lên cột ở dưới chân của các cột trụ lớn trong căn nhà đang xây dựng. Kết hợp với đó sẽ là sử dụng thêm phần gạo vàng thần tài để trải ô cho hoa mai, sẽ tạo thành đồ trận bao bọc xung quanh căn nhà của mình, có tác dụng trấn sát kỵ tà, hóa giải thị phi, chiêu cát khí, vượng khí cho căn nhà của bạn. Còn về hướng Đông Nam thì gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Nữ mệnh tuổi Giáp Tý 1984 xây nhà hoặc là sinh hoạt trong căn nhà hướng thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tự quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Phương án 1, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn, kèm với đó là sự bố trí sắp xếp hợp lý về cả phong thủy và kiến trúc sẽ khiến cho gia đình hưng thịnh, gia đạo yên vui. Còn phương án thứ hai là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ, phù long bổ sơn kết hợp với thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa gặp phải. Trong trường hợp này thì đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn sát kỵ hung hóa giải thị phi hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh, buôn bán hoặc là xây dựng thì để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy, trấn giữ tài lộc, kỵ tà, hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Vừa rồi phong thủy may mắn đã phân tích các hung vận khí từng hướng đối với tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 và phương pháp trấn hương trạch đất cho từng hướng nhà. Để có thể hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như là động thổ, tô tạo, sửa chữa, xem ngày cưới hỏi cũng như là những vấn đề liên quan tới phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị cũng đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.